WordPress nó đã hết miễn phí và thường là các bạn sẽ không tìm thấy cái cách để tạo một cái subdomain miễn phí. Thì hôm nay mình sẽ làm lại ha. Các bạn có thấy đây WordPress.com, thì ở đây mình có một cái số site mình đã làm từ năm vừa rồi demo cho các bạn xem đó. Các bạn có thể xem lại cái video đó ở đây. Đó, cũng khá là chi tiết ha. Các bạn có thể lên đây WordPress 2022 2023 gì đó. Thì các bạn nhấn vào cái tạo blog mới. Rồi các bạn chọn một cái tên miền đi ha, Toàn Cao Bất Động Sản 2023. Rồi ở đây nó sẽ suggest cho các bạn nè. Thường chỗ này các bạn sẽ báo rằng là các bạn không tìm thấy cái gọi là miễn phí. Thì ở đây nè các bạn, nó vẫn miễn phí nè. Các bạn chọn thôi, nó quá đơn giản đúng không? Như cái cũ thì các bạn sẽ chọn một cái .com, các bạn mua là 19 đồng. Nó tăng lên 1 đồng so với năm trước nè. Còn cái này thì chúng ta vẫn miễn phí mà mình hay không thấy có vấn đề gì ở đây cả. Nhiều bạn bảo rằng là các bạn không thấy nó hết miễn phí rồi, là đôi khi nó không thấy cái chỗ mà miễn phí đâu nữa nè, 0 đồng hay sao ấy. Đó mình có trả lời là vẫn vẫn có nha. Đó thì nó sao các bạn, nó vẫn hiện ở đây mà, nó không hề mất đi. Rồi còn một số bạn á, thì các bạn chú ý chỗ này ha, mình sẽ kết thúc cái phần mà cái chỗ miễn phí này tại đây. Đôi khi nó sẽ nằm ở dưới, các bạn phải chịu khó hiển thị thêm kết quả thì nó mới hiển thị cho các bạn ha. Rồi quay lại cái site mà các bạn thường hỏi mình á, là làm sao để mà chuyển cái ngôn ngữ tiếng Pháp thành ngôn ngữ của tiếng Việt, thì nó nằm ở đây nè, cài đặt nè. Cái khúc cài đặt này á, cái ngôn ngữ này nè, các bạn chọn ngôn ngữ tiếng Anh. Ở đây nó có tiếng Pháp ha. Đâu rồi cái tiếng Pháp thì Portugal đây, Frank thì các bạn sẽ bị hiện như thế này đúng không? Khởi động blog thì nhấn save lại, lưu cái thiết lập. Thì chúng ta sẽ reload lại cái, thì chúng ta sẽ bị sang cái tiếng Pháp ở ngoài cái trang của chúng ta. Chúng ta ra ngoài cái trang chúng ta xem ha. My blog ha. Xem blog của bạn. Đây, cái tiếng Pháp đúng không? Thì các bạn thường là các bạn sẽ hỏi, ô tại sao nó lại tiếng Pháp và làm sao để sửa? Thì các bạn sau khi mà các bạn tạo tài khoản xong, các bạn chịu khó mò ở đây nó sẽ là tiếng Pháp luôn. Thì các bạn sửa ở đây lại thành cái ngôn ngữ là tiếng Việt hay là tiếng Anh gì đó cũng được nha. Cái này sửa là sửa để nó hiển thị ngoài cái trang chủ cho các bạn thấy nó là cái ngôn ngữ thôi. Đó. Rồi chúng ta sẽ reload lại cái thì nó sẽ qua cái tiếng Anh lại. Rồi, Trend Time nè, tiếng Anh nè. Rồi, có hai phần ở cái video này. Một là mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta có thể tạo một cái blog mới với một cái tên miền miễn phí vẫn sử dụng được. Nhưng mà các bạn có thể sau khi mà các bạn tạo xong rồi, các bạn quay lại là xem lại cái video này, nó vẫn còn rất là mới. Nó không khác gì so với cái việc mà chúng ta tạo một cái WordPress miễn phí đâu nha. Cái thứ hai là cái mà chúng ta sẽ đổi lại cái ngôn ngữ tiếng Pháp thành ngôn ngữ tiếng Việt là mình vừa hướng dẫn với các bạn luôn rồi đó. Rồi, kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và nhớ nhấn subscribe để theo dõi nhiều video hơn nữa. Bye bye.